Ok nhá, xin chào các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta quay về Dương Giả Chiến. Hôm nay ngày rất là căng thẳng. Ví dụ ở đây mình thấy là 2-1 chỗ Tuệ Minh Gru này. Bên này đang nở Kakakam đang là 2-1 này. Bên chỗ trên này One với lại không tên đang là 2-1 này. Phía dưới này đang là Nguyên Tám với lại Moria là 2-1 này. Đấy là một số cái trận hay đây là Lady May với lại Noru đang 2-1 này. Hôm nay là ngày có rất nhiều cái trận 2-1 nên ra mình quay các bạn xem ngày hôm nay. Và những ngày trước nó dễ quá thì chả quay nữa nhé. Đúng không? Như vậy đây hiện tại tình hình như vậy. Thì bây giờ trước khi vào nội dung chính của cái Vương Giả Chiến trong video vòng liên server này, đừng quên là like đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thì ở thời điểm hiện tại ở đây hiện tại bây giờ mình đã có kết quả, mình xem có chỗ nào chốt cặp cho nhé. Ok, như vậy mà thấy ở đây đầu tiên ấy là Tuệ Minh thắng Gru 3-1. Cái này đi. Chúc mừng anh Tuyển nhé. Còn tiếp tục sang bên này tí là sao? KKK vẫn đánh bại Nở với chỉ số là 3-1. Tiếp tục vào xuống chỗ này, Lady May đánh bại Noru tỷ số là 3-1. Hay sang bên này, ở đây thì bạn không tên đánh bại One với tỷ số là 3-1. Còn dưới này Nguyên Tá đánh bại Moria tỷ số là 3-1. Rồi còn hai bên này là ba trắng này, với dưới này là ba trắng đúng không? Ba trắng ở cái chỗ này, ở trận này nữa. Trận này đây là Quỳnh đánh bại đừng để mẹ buồn, đừng để mẹ buồn 3-1 đúng không? Đây, hôm nay có rất nhiều trận như vậy, chúng ta cho mọi người xem điểm danh qua các trận xem tình hình như thế nào nhé. Nói chung hôm nay là ngày rất nhiều trận lật kèo. Trong đó thì bất ngờ nhất chắc là trận của Tuệ Minh. 280 triệu lực chiến đấu với lại 410 triệu lực chiến đúng không? Lật kèo thành công. Nếu như trong vòng trong server cho các bạn xem là Tuệ Minh thua Gru thì trong vòng này Tuệ Minh đã thắng được Gru rồi, đúng không? Còn tất nhiên là đi tiếp được ngày tiếp theo không thì không biết. Còn ở các trận như kiểu bên Lady May lực chiến là 350, Noru là 220. Thì như vậy là Lady May thắng thì nói chung về mặt tương quan lực chiến cao hơn thắng thì không bất ngờ lắm. Hai bên này One có 160 với bên này là bạn này chắc chắn lực chiến cao hơn mà đang không chỉ được vào đấy thì không nhìn được lực chiến, nhưng chắc chắn là lực chiến One thấp hơn rồi. Thì không có gì bất ngờ lắm. Ở dưới chỗ này thì Nguyên Tám thì lực chiến chắc là cao hơn nhiều. Bạn này có 238, còn bạn này tận 300 đúng không? Hai bên này Quỳnh là 160 mấy. Ở chỗ trường hợp Quỳnh này cũng là đặc biệt này. Bạn Quỳnh này lực chiến thấp hơn đánh thắng được này. Đấy là những cái trận ta cần quan tâm hơn chút xíu ấy. Rồi đầu tiên ta sẽ xem đến cái trận đầu tiên, chắc là trận tâm điểm các bạn quan tâm nhất là trận của Tuệ Minh và Gru đúng không? Ở đây về mặt đội hình cơ bản là cả hai anh chủ đích đều không on. Mình để có chơi có cả hai anh nên ra mình để mọi thứ theo thuận theo tự nhiên, tức là mình không có can thiệp chỉnh sửa gì nhá. Tại vì để ý một chút là nếu là xử đánh đối thủ ấy và đôi khi thấy thua đôi khi mình sẽ sửa đấy, nhưng mà tuy nhiên ở đây đánh là hai bên đều là đồng minh cả, đều là chỗ thân tình nên người ta cho mọi người đánh kiểu ngẫu nhiên, tức là anh nào chốt đội hình nào để yên đội hình đó cho hai anh tự đánh với nhau. Nên chúng ta chỉ cần xem khoảng tầm một trận thôi, xem khoảng tầm trận cuối cùng trận chốt hạ nhé, nhưng mình không cần xem nhiều thì đội hình giống hệt nhau thôi. Thì ở đây bạn ý một chút là bên Gru có sự thay thế một chút là đã bỏ con Jack ra cho Chopper vào. Hiện tại anh chơi Yamato, Chopper, bên Uta và con Oden. Còn bên kia thì Tuệ Minh vẫn sử dụng Yamato, Uta, Tetsuro, Oden với Tuệ Minh với lại con main thôi. Chỉ khác nhau một chút cái thứ tự vị trí thay đổi một chút xíu thôi. Chúng ta xem mỗi cái một trận đại diện thôi nhé. Tại vì nếu mà xem hết nó cũng chỉ tương tự như vậy thôi. Mình nghĩ là chiều nay đa phần các trận đều chỉ có một trận hình thôi. Ý là các cái trận trong cái nick mình cầm nhé, còn những cái nick mình không cầm thì mình chưa chắc, thì mình sẽ kiểm tra lại thêm. Thế đấy thì nói chung là Vương Giả Chiến bây giờ nó khá là nhàn rồi, nó không có gì nhiều lắm nên thành ra mình cho bạn xem những hôm nào có sự đột phá nhiều. Còn nếu như kiểu cái an bài hôm nào mạnh thì thắng thì cơ bản cũng không muốn quay các bạn xem lắm, thì nó cũng chả có gì nhiều. Ở đây hiện tại đây bạn thấy là sự bất ngờ lớn. Nói chung hôm nay có sự bất ngờ lớn. Nói chung là không hiểu tại sao các giải đấu đồng đội anh Tuyển anh yếu vãi trưởng ra, mà cái đấy giải đấu cá nhân anh hay tỏa sáng thế không biết. Ví dụ như kiểu tổ đội chiến anh mà tỏa sáng phải là team vô địch thì không, nhưng mà khổ cái toàn tỏa sáng giải Vương Giả Chiến thôi. Nhưng mà nói chung là cái tương lai của Đích Tuệ Minh đi tiếp cũng hơi khó đấy, tại vì ngày mai gặp đối thủ cũng tương đối là ám ảnh là bạn là Nguyên Tám đúng không nhỉ. Nguyên Tám thì nói chung nói thật là đánh cái cửa thắng của Đích Tuệ Minh là không cao đâu. Tiếp tục là nếu giả sử đi sang tiếp thì có thể gặp một là bạn không tên, không thì gặp Lady May thì chưa biết cặp đấy ai sẽ thắng. Nhưng đại khái là hai đối thủ đó thì không tên mình sẽ đánh giá cao bạn không tên hơn là Lady May. Còn là cặp kia thì mình, còn ngày mai gặp thì đánh giá cao Nguyên Tám hơn là Tuệ Minh. Mặc dù mình mong Tuệ Minh thắng nhưng mà phải nói thực sự là thật lòng là mình đánh giá cao đối thủ hơn.
Còn nếu giả sử như bên kia an bài có thể cái bạn F1 cũng sẽ thắng cái nhánh bên tay trái. Để như vậy nếu mà giả sử cứ vượt qua hết gặp nhánh tay trái cũng rất là khó thắng. Nói chung là Tuệ Minh cái cửa thắng của mấy nick kia không cao đâu. Tại vì mấy nick kia nó cũng khỏe lắm. Rồi thường kệ, nhưng mà trước mắt thì lấy là câu chuyện của tương lai. Còn trước mắt giờ thắng được Nick Gru là một cái kỳ tích rồi đấy. Nếu như vòng trong server thua 3-2 thì vòng này thắng được 3-1 là tốt rồi. Tại vì khi mình thấy trận số 2 thua thì mình lại nghĩ đến cảnh tượng là có thể thua 3-1 mà nghiêng về Gru. Hoặc là nghĩ đến cảnh lại thua 3-2 tiếp giống như cái lần vòng trong server. Nhưng lần này kết cục đã khác, lần này thắng 3-1. Còn lần này hoàn toàn mình không can thiệp gì đâu nhé, mình kệ vậy thôi. Có thể do anh tỏa sáng hiệu ứng, cũng có thể do đội hình chưa tốt nhưng đấy không quan tâm lắm. Tại vì căn bản là mình chỉ báo mọi người xem kết quả và bây giờ mới đầu mình quay video. Bây giờ bắt đầu mình mới xem chiến báo như thế nào này. Còn hôm nay mình xác định để nguyên đội hình nên mình không cần xem sớm. Mình chỉ báo cho các anh cái kết quả, các anh đi làm thì báo qua Zalo các anh biết là tình hình hai anh đánh nhau tỷ số bao nhiêu thôi. Chứ mình không xem cụ thể đánh như thế nào. Tại lúc đấy mình đã đi quay game khác, mình chả có thời gian mình xem làm gì. Xem làm gì khi mình xác định không sửa. Thì cho đánh cách tự nhiên thôi. Như vâng nãy mình thấy là hỗn loạn khá nhiều con. Bây giờ tiếp tục xem tiếp thế nào. Đậu phộng con Tesoro anh tuyển hỗn loạn ba con ở giữa liên tục đấy. Và thêm cả trầm mặc nữa. Phát này anh tuyển tỏa sáng ấy nhỉ. Ô đen chém vào không chế thêm gì nữa không. Nói chung là chất đấy. Nói chung gần như từ giờ đến đến tận chung kết, nếu giả sử đi được bao xa, có thể ngày mai thua luôn, hoặc có thể vào tận chung kết ấy, thì luôn luôn đánh ở trạng thái đánh ở vị trí đánh sau nhé. Nick Tuệ Minh luôn đánh ở vị trí đánh sau. Thể lực chiến Tuệ Minh chắc là thấp nhất trong những người vượt qua rồi. Bảo thấp nhất thì chưa đúng mà thấp gần nhất. Để kiểu gì trở trên được KK Cam, để KK Cam vào vòng trong chắc KK Cam thấp hơn. Chưa kể một số cái nick khác nữa thì mà đa phần là gọi cho top những người lực chiến thấp. Thấp là thấp trong cái mặt bằng của vương giả chiến cụm 1 nhé. Còn so với những người chơi bình thường thì chắc chắn nó vẫn là cao. Nhưng mà so với mặt bằng những ông top đang cứ trong vương giả chiến ấy, thì rất là thấp. Ui, ăn không chế no rồi. Tính ra team này Gru ăn không chế nhiều quá nhỉ. Mà rồi về mặt lý thuyết của Uta Chopper em thấy cảm giác chả kịp xóa hiệu ứng gì cả, toàn bị khống chế. Các bản tê liệt mà không cản được con Uta Yamato thứ nộ ấy. Hay Terra thì coi như với con kia nó cứ thế nó đủ nộ thì cũng không tác dụng mấy. Mà kinh nhất là lúc con Tesoro đấm hỗn loạn ba con ở giữa hoài ấy. Là khiếp nhất cái quả đấy. Cái này được khiến Uta quốc bảo kê Oden Uta rồi vẫn thua thì chắc là khó rồi. Tiếp tục khống chế được con Yamato nhưng quan trọng bên kia Tesoro Uta nó vẫn an toàn. Mà hai con đấy an toàn thì rất là nguy hiểm đấy. Đôi khi Tesoro đánh thường còn khiếp hơn đánh độ.
Khóa tiếp Uta thì khó rồi. Nói chung là Tuệ Minh ở thắng Gru là nhiều bạn sướng đấy. Những cái bạn nào vẫn còn đang được đi tiếp là sướng ấy. Tại vì nói thật là đánh Tuệ Minh vẫn có cửa thắng cao hơn đánh Gru. Thành ra là khi Gru thua thì đó là một cái ưu thế rất lớn, thì các bạn nào sẽ đi tiếp gặp Tuệ Minh. Tại vì khi mà bạn không hạ được Tuệ Minh thì bạn gặp Gru gần như chắc chắn bạn thua. Mặc dù Tuệ Minh đã thắng Gru. Tại vì chắc chắn đánh Gru bạn khó rất nhiều. Đánh Tuệ Minh bạn có cái ưu thế chủ động một tí và đánh trước. Nhưng còn đánh Gru bạn toàn phải đánh sau bất lợi lắm. Mà Gru trái quỷ xịn nữa. Nên đánh sau Gru cực kỳ nguy hiểm luôn. Còn đánh trước hay đánh sau Tuệ Minh thì không nguy hiểm bằng đâu. Tại vì người ta toàn những bạn lực chiến rất là to, người ta cũng không hề thua kém chỉ số gì cả. Nên người ta đánh hoàn toàn rất là tự tin thì đánh trước Tuệ Minh thôi. Thế ra như vậy là nhiều bạn rất là sướng ấy. Nếu cái bạn đánh vương giả chiến mùa này chưa bị loại sẽ rất là hạnh phúc khi thấy Gru thua. Và mình thì ai thắng cũng được mà, cả hai ông anh toàn chơi cùng nó quen rồi. Ông nào thắng cũng vui ấy mà. Nói chung là chúc mừng cho nhau thắng thôi. Rồi ok nhé, xem qua trận đại diện của bên Gru Tuệ Minh để bạn hiểu nôm na đội hình nhé, vì không thay đổi đội hình. Rồi ta xem bên trận nở với lại trận của Kakam xem đội hình có thay đổi không. Đầu tiên là mình xem bên trận chốt hạ đây này. Ở đây thì bên Kakam sử dụng Tesoro, Chopper, Uta với Oden với lại Main. Bộ tướng tương đối giống Tuệ Minh, không chỉ khác nhau chút cái vị trí thôi. Còn với lại khác nhau tí là không có Yamato đang dùng tạo Chopper. À bộ tướng này nó ná ná nhau, không giống ai cả, tại vì đang bị thiếu con Yamato. Còn bên kia thì nở có con Yamato, có Uta, có Main, có Chopper, có Tesoro, đúng không? Thì hai bên đang đọ với nhau. Ở đây Kakam được lợi thế đánh trước. Về mặt lực chiến thì Kakam vẫn cao hơn nở một chút nhé. Nhưng về mặt tướng ấy, về mặt tướng nhá, thì vì chia sẻ là nở có lợi thế mặt tướng hơn. Tại vì dù gì nói thì nói nhá, thì con Tesoro cả hai bên đều có này, Chopper cả hai bên đều có này, không Main hai bên đều bắt buộc phải có không, thì Uta cả hai bên đều có. Thì như vậy thì thấy là Oden đọ với Yamato chắc chắn người ta sẽ đánh giá cao Yamato hơn là Oden, đúng không? Nhưng mà trên thực tế đánh thì đôi khi cũng không hẳn cứ có Yamato là thắng. Nhưng mà vì nở thắng được một trận và thua ba trận nên ta thấy một điều là hoàn toàn vẫn có thể lật kèo được. Đâu, tại vì nở có những con tướng rất là xịn. Nhưng mà Kakam cũng chỉ thua một tướng nên cái cơ hội người ta đánh trước thắng thì vẫn có. Nếu bạn nào có nhớ xem video của mình đã từng cho bạn video nở đánh thắng được cả Gru nhé. Mình hay lấy cái Gru làm thước đo tại vì mọi người rất là quan tâm đến Gru. Thế thì Gru đầu tư khá nhiều, cái thứ đều rất là ngon, đánh rất là đau. Thì khi một bạn nào đánh được Gru mình hay lấy làm mốc. Thì bạn thấy là nở đánh được Gru. Như vậy thì nói chung nên thành ra không thể coi thường nở được. Chẳng qua đây vấn đề chủ yếu là nở đánh sau. Nếu mà nở đánh trước thì cơ hội thắng sẽ cao rất nhiều. Thường thường là lợi thế trên tướng mà đánh trước thì thường rất là hay thắng. Còn lợi thế trên tướng mà đánh sau ấy, thì đôi khi nó không có lợi thế mấy. Còn như trường hợp của Gru là lợi thế hơn chỉ số đánh trước, nhưng mà về mặt tướng thì Tuệ Minh lợi hơn. Phải nhớ điều về tướng Tuệ Minh lợi hơn. Con Chopper không thể so con Tesoro được. Đánh ở một mình con Tesoro thì khó cân rồi. Tại vì hai bên đều có, kể cả trường hợp có Tesoro bên nở có tỏa sáng ấy, thì bên kia Kakam có Tesoro nó cũng sẽ tỏa sáng cùng thôi. Thì nói chung là cơ bản như tướng na ná nhau ấy, thì như vậy đánh cả một tướng thì khó lật kèo lắm. Mình kiểm tra một trận khác xem là có sự thay đổi như vị trí tướng không nhé. Mình thấy đội hình tướng cơ bản như cũ thôi, còn chỉ xem một trận đại diện thôi nhé. Tiếp tục bây giờ mình sang một trận khác nữa ở đây, mình xem những cái trận nào mà đánh có sự lật kèo thôi.
Ví dụ xem trận bên này, One với lại bạn không tên. Thì ở đây bạn ấy đang sử dụng ở đây, bên này người ta có Yamato, có Tesoro, có Chopper, có Main và có Uta. Và bên kia người ta cũng có là Yamato, Chopper, Tesoro, Uta và Main. Ở cơ bản hai bạn này bộ tướng giống nhau này, khác nhau cách để vị trí một chút xíu thôi. Ở đây thì bạn không tên bên F1 phải đánh trước nhé. Tesoro đấm thấm quá. Main là coi như ra đi luôn, còn những con nào còn sống thì mất hơn một nửa máu. Mỗi Uta có khiên Uta quốc bảo kê là tạm thời sống thôi. Và mình Uta thì không có gì thay đổi rồi. Mình Uta không lật kèo nhé, mà đây là full tướng là chơi sức mạnh rất nhiều. Tức là thắng quay quả mà One thắng là phải cực kỳ may mắn hiệu ứng mới thắng được đấy. Thôi ấn hoàn thành thôi. Thế mà mình sang trận của Lady May đấu với lại bên Noru xem một trận đại diện thôi nhé. Nói chung là cái vấn đề ở đây thắng thua còn xem tùy cái hai bên có điều chỉnh đội hình hay không. Ví dụ cái trận Gru với tuệ Minh ấy, ví dụ như mình thấy một điều là nếu như kiểu con Tesoro ấy, nó là khống chế rất tốt bao tướng ở giữa không? Như vậy thì nếu mình điều chỉnh Uta hoặc là Chopper nó nộ sau khi Tesoro ra đòn ấy, thì cơ hội mà Gru thắng lại cao hơn rất là nhiều. Nhưng nếu mình để nguyên như cũ ấy, thì có phải tiên là Uta, Chopper đều ra đòn xong hết rồi, bắt đầu Tesoro bị đấm ấy, thì nó khống chế hết cả ba con, coi như mình khóa luôn hai con miễn dịch hiệu ứng của mình không? Nên thành ra để vậy thì rủi ro thua càng cao. Nhưng mà nếu giả sử mình điều chỉnh ví dụ cho Uta xuống cuối cùng chẳng hạn, thì mọi thứ có thể lại đôi khi lại thay đổi. Lúc đấy thì Tesoro đánh xong giả sử có khống chế địch, thì cái turn 1 nó có khiến Uta work ấy, nó sẽ xóa hiệu ứng bất lợi cho team. Không, thì có thể cái cơ hội lật kèo sẽ cao rất nhiều. Và cộng với lợi thế của Gru đánh trước chỉ số to nữa. Nhưng đôi khi ta để đúng theo cái trận hình nguyên vẹn ấy, thì đôi khi ta lại thua rất là nhanh. Nên cái này đánh hay hay không còn tùy thuộc vào bên là hai bên đối phương có online hay không cơ. Ở đây mình nghĩ là chắc là tầm chiều, thì hôm nay là chiều ngày 28 tháng 2 năm 2023. Như vậy thì vào ngày thứ ba mình nghĩ là đa phần mọi người đi làm, nên mình nghĩ là tỷ lệ cao các bạn để nguyên đội hình, sau đó cầu may là chính thôi. Tại vì thời buổi hiệu ứng ấy, đôi khi bạn không cần đổi, cứ để vậy hiệu ứng nó đỏ là thắng luôn, nên thành ra nhiều khi có lẽ đa phần mọi người sẽ không điều chỉnh nhiều. Còn bên này Lady May sử dụng Tesoro, Chopper, Oden, Uta và con Main. Còn bên kia ta sử dụng ở đây là Yamato, Uta, Oden và Chopper và Main. Nói chung thì tương tự như các trường hợp gần đây thì bên Lady May đánh trước chỉ số to hơn nhưng lại bất lợi hơn về mặt tướng. Còn về mặt tướng thì bên Noru đánh sau lợi thế về tướng hơn, nên bạn thấy là có trận Noru lật kèo thành công tại vì chỉ số bạn ấy thua, nhưng quan trọng là tướng bạn xịn hơn, đúng không? Thì đơn giản vậy thôi. Nhưng quan trọng là vận may chưa mỉm cười thì bạn lật kèo được một lần thì bạn thua thôi. Còn về so sánh tướng hai bên thì hai bên đều có Chopper, hai bên đều có Main, đúng không? Đều có Uta. Rồi tiếp tục là đều có Oden, thì khác biệt mỗi là con Yamato có Tesoro thôi. Con này hơi xui một tí xíu là có vẻ thấy là con Yamato bị khống chế tương đối nhiều. Đây ra các bạn có bảo Tesoro thế này thế nọ chứ mình thấy Tesoro nó vẫn tỏa sáng vãi trưởng đấy. Mà nó tỏa sáng bởi vì ông nào có Tesoro sướng. Tại vì mình nghĩ là số lượng người có Tesoro ấy nó sẽ nhiều hơn số lượng người có Yamato, nên thành ra Tesoro tỏa sáng thì chúc mừng các bạn tầm trung thôi. Còn tầm tốt thì chắc là chơi cả Tesoro cả Yamato rồi. Uta nội xóa hết hiệu ứng bất lợi, Tesoro lại đấm tiếp.
Yamato đánh xong Chopper lại xóa hiệu ứng bất lợi đi thì hơi khó. Để Chopper xóa hết hiệu ứng bất lợi đi. Vì khống chế của Yamato slot 1 là hơi khó rồi. Thì Uta không kịp cứu. Uta tiếp tục bị xóa hết hiệu ứng, mấy hiệu ứng giảm nộ con Oden gây ra bị xóa hết. Xong Tetsuro chuẩn bị nộ tiếp. À như con Tetsuro vẫn đập rồi. Và khống chế được của Uta thì đúng là chịu chết rồi. Nhưng mà chắc chắn năm nay là vương giả chiến quán quân có sự đổi ngôi rồi. Bây giờ quan trọng là Tuệ Minh lên hay là Không Tên lên hay là Lady May lên hay là Nguyên Tám lên hay ai đó lên, không kiểu kiểu vậy. Vấn đề bây giờ chỉ chờ xem là ai sẽ lên thôi. Nhưng một phần các bạn phải chú ý một chút là trong đây các server đánh nhau, đây rất nhiều server đánh lẫn nhau nhưng nó hao tổn tài nguyên khá nhiều, không thì họ sẽ còn mạnh hơn rất nhiều đấy. Ở đây tiếp tục xem trận của Nguyên 8 thì thực ra trận này Nguyên 8 trên cơ rồi nên thành ra mình nghĩ là tỷ lệ thua không cao. À bây giờ mới để ý là bạn này cũng có cả con Yamato, như vậy các cụm server đầu nên Yamato nhiều nhỉ. Như là ta sẽ có đây bên Nguyên 8 với bên Baby Moria đều có Yamato này. Cả hai bên đều phải sử dụng main rồi này. Cả hai bên đều có Uta này. Cả hai bên dùng Chopper này, còn khác biệt một chút là một bên dùng Jack, một bên dùng Tetsuro thôi. Thực ra về mặt lợi thế tướng hôm nay rất nhiều cái trường hợp này xảy ra nhé. Về mặt lợi thế tướng là bên đánh sau lợi thế tướng cao hơn, Tetsuro sẽ lợi thế hơn là con Jack, đúng không? Nhưng mà nói chung là đa phần là lực chiến to hơn thắng, trừ trường hợp Gru. Còn về mặt lợi thế tướng hôm nay là rất nhiều bạn đánh cửa dưới, thường các bạn cửa dưới các server ra sau thường người ta có nhu cầu đầu tư nhiều hơn thì phải. Nên mình cảm giác là các bạn ở các server đánh cửa dưới lại thường có bộ tướng tốt hơn các bạn ở server đánh cửa trên. Chỉ có thua cái chỉ số thôi. Chứ còn về mặt bộ tướng người ta đều có sự vượt trội hơn. Ít nhất là một con tướng, và một con tướng là khá là nhiều đấy. Nếu các bạn có tướng xịn thì cái xác suất các bạn lật kèo luôn luôn có nhé.
có yên chí cứ tự tin mà lên tướng thôi. Rồi như vậy cái nhánh bên này xử lý xong hết rồi này. Cái nhánh bên này có cái trận bên này có sự là kèo chưa xem, mình xem một trận bên này là kết thúc. Còn hai cái trận mà thắng 3 trắng mình coi như là sự chênh lệch mình không xem nhé. Thì ra xem với vài trận đại diện thôi. Với trận này mạng nó cũng kém nên xem nhiều quá nó dài, video quá xem nó cứ lắc lắc nó khó chịu ấy. Thôi mình cho người xem ít ít, và cho cập nhật tình hình một chút xíu. Bên này so sánh bộ tướng này, giờ này mình sẽ so sánh bộ tướng hai bên một chút xíu. Cả hai bên đều sử dụng Brook, cả hai bên đều sử dụng Chopper, cả hai bên đều có Tesoro, đều dùng main. Phải khác biệt là bên này có Jack, bên kia có Uta. Thì nhìn lại một trường hợp tương tự nữa này. Cái bạn đánh trước này thì tướng Jack thì không để bằng con Uta được. Mặc dù về mặt đam thì con Jack sẽ đam to hơn Uta, nhưng về cái mặt cái hiệu ứng đinh tinh hỗ trợ team đinh tinh ấy, Uta nó mạnh hơn Jack rất nhiều chứ, đúng không? Tại Jack đôi khi nó ẩn thân nó cứu chính nó, còn Uta để cứu cho cả team. Như vậy thì về mặt bộ tướng nhá, thì bên bạn Quỳnh Meo Meo bạn xịn hơn nhiều nhé. À, hai bạn này cùng một server nữa, cùng F39 này. À, như vậy chắc là bên này thì hai bạn nào bạn thắng cũng vui thôi. Khác server đôi khi buồn chứ cùng server mình nghĩ là đa phần anh em chơi với nhau thì mặc dù là ai cũng thích thắng cả, nhưng mà tuy nhiên người nào thắng cũng sẽ chúc mừng cho cái người thua, sẽ chúc mừng cho người thắng đi tiếp thôi. Nhưng mà đây mình thấy một điều đấy, tức là bộ tướng thì giống nhau, à bộ tướng thì có cái bạn đánh sau là hai cái bộ tướng xịn hơn. Trường hợp này cũng tương tự, bạn đánh trước là bộ tướng kém hơn một chút xíu. Tất nhiên là chỉ chênh nhau một chút thôi, tại một con là búp, một con là đam, so sánh nó cũng hơi khó. Nhưng chắc chắn là tính cái giao diện, tính một sự tổng thể ấy, thì chắc chắn là bên có búp xịn hơn sẽ ngon hơn. Tại đam đôi khi bạn chỉ cần một mình Tesoro tỏa sáng hay một mình Brook tỏa sáng là đủ rồi, không cần nhiều. Thì nói chung là ngày hôm nay cũng tương đối nhiều bất ngờ tại Vương Giả Chiến ấy. Nhưng mình nghĩ là nếu mình không lên video sớm thì chắc cũng chả ai bất ngờ lắm. Thì thường các bạn sẽ chả quan tâm đến ngày đầu, bạn chỉ quan tâm mỗi chung kết, ai vào chung kết và ai thắng hay không thôi. Và giả sử đến ngày chung kết bạn nhận ra không thấy Gru đâu, bắt đầu mới quan tâm những ngày trước Gru thua từ trận nào. Chứ còn ở thời điểm hiện tại mình nghĩ chắc chả mấy ai quan tâm Vương Giả Chiến lắm. Bao nhiêu năm rồi người ta chỉ quan tâm mỗi trận chung kết thôi. Nhưng mà lần này mình cố gắng mình sẽ thu xếp mình lên video sớm sớm một tí, còn sớm là khi nào mình không biết. Nhưng chắc chắn không để lên ngay lập tức trong ngày được, tại ngày hôm nay đã dự kiến lên video khác rồi. Đúng, để ra có những vấn đề nó hơi cản trở làm nội dung một chút xíu. Nhưng đại khái là một cái mùa Vương Giả Chiến nó chứa nhiều bất ngờ đó. Và nó cho thấy một điều là cơ hội cho tất cả mọi người. Dù bạn có thể chỉ số không to, nhưng nếu bạn cứ kiên trì và lên tướng, chắc chắn phải có tiền lên tướng nhé. Bảo không lên được tướng thì không có cơ hội là kèo đâu. Nhưng nếu bạn có thể lên được tướng thì cái cơ hội bạn vượt qua một người mạnh hơn bạn là hoàn toàn có thể có. Mặc dù xác suất rất là nhỏ nhưng vẫn có thể xảy ra, đúng không? Nên xảy ra và có động lực thì bạn chơi hơn. Chứ không thể bảo ui ông này mạnh quá, đánh auto thắng rồi không thể vượt qua được, thì cái điều đó là sai. Nhưng mà tất nhiên cũng phải nói thẳng một chút là không có sự can thiệp nhé. Nhưng mà giả sử buổi chiều mình cố tình mình can thiệp với Gru một tí xíu ấy, có thể mình vẫn tiếp tục vẫn sẽ bị thua. Nhưng chắc chắn là cơ hội mà Gru thắng được tụi mình sẽ cao rất là nhiều nhé. Mình phải nhấn mạnh các bạn chút xíu ở đây là chơi công bằng, là hai bên chốt đội hình nào để nguyên như vậy đấy. Chứ còn nếu mà mình can thiệp vào nick ấy, tại bây giờ hai anh đều người quen, trừ khi có chỉ thị, còn không có chỉ thị gì, tự nhiên mình vào mình sửa Gru thì nó hơi kỳ, đúng không? Tại vì khi mình sửa Gru mình sửa cả tụi mình chứ, nên nhiều khi nó khó vậy, nên mình để theo kiểu tự nhiên, đúng không? Và chắc chắn là mình mà nếu mà xử anh Gru anh bảo là mình sẽ có sự điều chỉnh đấy. Mình không để anh Tuệ Minh thắng dễ như vậy đâu. Thực ra không dễ đâu, cũng khó phết đấy. Nhưng mà đại khái một điều cái chiến thắng nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Tại bây giờ để yên một đội hình mà đội hình đang có tiểu sử thua ít nhất là hai trận đầu rồi ấy, thì chắc chắn là cái xác suất thua trận thứ ba sẽ cao hơn. Nhưng mà nếu mình điều chỉnh đi ấy, có thể vẫn sẽ thua. Nhưng chắc chắn là cái cơ hội thắng nó sẽ cao hơn rất nhiều. Đấy đấy đội hình nó không bị cố định như cũ nữa. Ở đây là mình để hết sức tự nhiên đánh vu vơ thôi. Nhưng mà thôi không sao, nói chung là Gru vô địch cũng nhiều rồi. Bây giờ mình chỉ kỳ vọng xem là liệu ngày mai Tuệ Minh có tiếp tục thắng hay không. Tại trường hợp Tuệ Minh thì rất là khó can thiệp vào ấy. Nick Tuệ Minh gần như là đội hình nó bó buộc rồi, các bạn đánh sau nó khó. Đánh sau nhiều khi giờ bỏ sửa đội hình khác nó cũng khó. Nhưng đại khái Nick Tuệ Minh ngày mai cũng hy vọng là sẽ vượt qua được. Mặc dù mình biết là cái tỷ lệ thua nguyên 8 là cao đấy. Thực sự là tỷ lệ thua nguyên 8 là cao, tại vì đánh nhau bó vật là biết mà. Những cái ông nào đánh thắng được hay không, đánh nhau bó vật là biết ngay. Ví dụ như Tuệ Minh đánh trước cái nick nguyên 8 ấy thì cửa thắng rất là cao. Nhưng mà khi Tuệ Minh đánh sau nguyên 8 thì mình thấy đa phần là thua. Nó khổ khổ vậy. Còn đánh trước thắng được. Đánh trước thì đánh Gru cũng đánh được hết chứ có cái gì đâu. Nhưng mà khi đánh sau ấy, đánh sau nó hơi khó một tí. Còn tất nhiên biết đâu ngày mai tỏa sáng thắng được thì lại vui tiếp. Nói chung là bây giờ mình sẽ quan tâm nhiều hơn bây giờ tình hình nick Tuệ Minh đi được bao xa. Và có lẽ hỏi số chứ trao đổi nhẹ với đại ca một tí xem là có nên dự phòng một số đội hình không. Căn bản vấn đề vẫn là quan trọng nhất là đầu xuôi đuôi lọt. Ví dụ hôm nay khởi đầu một chiến thắng của Tuệ Minh thì kết thúc là một chiến thắng là đẹp rồi. Nhưng mà ngày mai khởi đầu đã thua ngay trận đầu tiên thì nó hơi áp lực. Đây là xem ngày mai tình hình thế nào. Nhưng mà nói chung là về mặt ý tưởng cho Nick Tuệ Minh thì không có nhiều. Tại vì cái bộ tướng, cái thứ bộ trái thì nó hạn chế.
thật sự nó chỉ có một cách chơi nho nhỏ thôi, không rất là khó để những cách chơi nhiều. Còn như chiếc Nigeru mình có rất nhiều ý tưởng Nigeru, chẳng qua là có sửa hay không thôi. Tại vì Nigeru có bộ tướng rất là xịn, nó quá nhiều trái tăng nộ, nó giảm tướng chỉ số quá to, thì mình có rất nhiều ý tưởng để thực hiện với nó. Chẳng qua một điều là khi vào anh chủ đích bảo sửa mới sửa, và không bảo gì không nên sửa, tay máy vào hay gặp tai họa lắm. Đánh thắng chả sao, không ai đánh thua chết dở. Chứ còn về mặt cơ bản Nick Tuệ Minh nó sẽ vẫn hạn chế hơn, mặc dù nó vẫn rất là mạnh nhé, nhưng mà những cái thứ có thể điều chỉnh được nó không có nhiều. Trận này cũng khá là dài, 7 turn rồi, các bạn hai bên thì còn có Tetsuro, hai con Tetsuro nhây nhây nhau. Rồi nhá, ok, như vậy sẽ là trong ngày hôm nay cho các bạn xem như vậy thôi. Vâng, xem một cái kết cục nó tầm tầm như thế thôi. Mình nghĩ hôm nay có rất nhiều trận đánh tận 4 hiệp, đúng không? Thì nghĩ là xem như vậy thôi, những cái trận sau thì bỏ qua nó cũng không quan trọng lắm. Bây giờ ta sẽ cùng chờ đón những trận tiếp theo, còn bây giờ kết thúc video ở đây thôi. Thì nếu bạn nào thấy video hữu ích cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn thôi, bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé.